À, cho mọi người xem cái đu đủ nè, thấy không, cây đu đủ nhà người ta nè, trái sum xê, trái quá trời luôn, mình thấy mà ham. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cây đu đủ nhà mình. Cây đu đủ nhà mình thì rất là cao nha, đây đây đây, và nhìn lên chỉ có 1, 2, 3 trái, nhìn thấy ghét, cái trái rất là nhỏ, nhìn thấy mà chán rồi chứ. Mình nhìn qua cây đu đủ nhà người ta này, trái sum xê không biết bao nhiêu là trái này. Đúng là có một sự khác biệt rất là to lớn đó. Đó. Thấy ghét không? Ghét không chó? Ghét không? Nhìn thấy mà ghét. Quậy.